Hello, xin chào các anh chị. Hôm nay lại cùng mở hộp và review một sản phẩm mới trong một bộ sưu tập mới là hơi dành cho nữ. Thật ra là unisex luôn, cả nam lẫn nữ đều sử dụng được của Tomtoc năm nay nha. Đây chính là chiếc túi mới nhất của Tomtoc. Màu rất là đẹp. Và phiên bản này thì chúng ta sẽ có hai màu là màu đen full black và màu khaki. Và đây là phiên bản màu đen, màu black. Nhưng mà cái chất liệu này nó khá là hay, đây rất là láng. Và bên cạnh đó thì Tomtoc có một số điểm nhấn, đó là những cái đường chỉ trắng giống như vậy. Thì màu đen dù là màu đen nhưng mà không có đơn điệu nha các anh chị, vẫn có những điểm nhấn. Và ở đây thì chúng ta sẽ có cái thương hiệu, logo thương hiệu của Tomtoc ở đây ha. Đây, và đây là đằng sau của túi full black luôn. Và các anh chị ơi, khi mình mua các sản phẩm Tomtoc tại NMS Shop Authorized Reseller thì đều là những sản phẩm chính hãng của thị trường Việt Nam, nên là chúng ta sẽ được bảo hành 12 tháng toàn bộ dây kéo nha. Đây là thiết kế dây video. Tất cả đều có một cái đường chỉ trắng chạy xung quanh túi khá là hay. Ở phía sau chúng ta cũng có một cái ngăn. Đây, ngăn đựng đồ nhà, vật dụng, chìa khóa nè. Và bên trong dây kéo rất là êm luôn. Bên trong thì đây là bên trong thì chúng ta cũng có một cái chiếc túi chống sốc cùng màu với máy, và các anh chị có thể đây mình có thể mở đây. Mình có thể gắn nó vào và mình mở nó ra giống như vậy. Đây là logo Tomtoc cũng được in nè, cũng được khắc chìm. Và đây là bên trong của chiếc túi chống sốc này ha. Rất là êm. Đường chỉ được may rất là đẹp. Và đây là bên trong của chiếc túi lớn thì chúng ta cũng sẽ có một cái ngăn lớn. Đây là ngăn chính ở giữa nè. Một cái ngăn phụ có dây kéo, bên trong được chia làm hai ngăn nhỏ. Đây, ngăn nhỏ. Và ở bên này thì chúng ta cũng có hai cái ngăn nhỏ nữa. Ở phía dưới cũng có hai ngăn ha. Thì đây là bên trong form của túi nó sẽ giống như vậy. Khi mà các anh chị để túi chống sốc vô thì nó sẽ gọn luôn, và mình có thể dùng hai cái khóa bấm á, mình bấm nó lại luôn thì nó sẽ rất là cố định, giống như là một cái vách ngăn vậy á, mình để đồ nó không có bị chạy qua chạy lại luôn. Đây là mình khi mà mình đeo lên. Các anh chị thích những cái màu mà nó sạch và nó an toàn thì màu đen chỉ là một lựa chọn, còn nếu mà mình thích những cái màu nó hơi phá cách một chút xíu thì mình chọn màu kaki ha. Đây, mình sẽ để cho các anh chị coi lại hai màu túi, đây là màu kaki và đây là màu đen. Nếu các anh chị đang có nhu cầu về những chiếc túi rất là lớn, có kích thước lớn mà phong cách lại rất là thời trang và theo dạng như là tối giản, không quá màu mè, thì đây cũng là một cái lựa chọn khá là hay đó các anh chị. Nếu các anh chị đang có nhu cầu về sản phẩm thì hãy liên hệ ngay website messenger.com hoặc là hotline 0888 06068 để được tư vấn và hỗ trợ đặt hàng nhé.